Thưa quý vị và các bạn, trong 6 năm qua, với chương trình Nâng bước em đến trường, các bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hai tuyến biên giới vươn lên trong cuộc sống và học tập. Những việc làm hiệu quả và thiết thực này nhằm cụ thể hóa cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, sức danh bộ đội cổ hồ của Bộ đội biên phòng tỉnh. Ngay sau khi chương trình Nâng bước em tới trường được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát động, năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai chương trình này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hai tuyến biên giới. Theo quy định của chương trình, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu ít nhất hai học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng một em một tháng và sẽ hỗ trợ các em cho đến khi học hết lớp 12 nguồn quỹ thực hiện chương trình được trích từ tiết kiệm tiền lương phụ cấp của cán bộ chiến sĩ và tăng gia sản xuất lao động của đơn vị. Các đồn biên phòng còn thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện phấn đấu của các em. Chỉ đạo các cái đơn vị cơ sở thông báo và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cái nhà trường ở địa bàn để ra soát lựa chọn những các cái cháu có cái đủ các cái tiêu chuẩn để đưa vào hỗ trợ giúp đỡ. Cái thứ ba là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái đơn vị ở trên tuyến biên giới phối hợp với các cái lực lượng bảo vệ của nước bạn Lào lựa chọn tập trung vào các cái bản mà giáp biên các cái bản kết nghĩa với cái thôn bản của Việt Nam để lựa chọn các cái cháu của miền Lào để cũng đưa vào cái chương trình hỗ trợ em Lộc Thị Phương Nhung, bản Him, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, được đồn biên phòng Quang Triều nhận đỡ đầu từ năm 2018. Nhung mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng xa, em ở cùng ông bà nội. Ông bà đã già, chỉ sống dựa vào mấy xào ruộng nước và ít đất lâm nghiệp, nên cuộc sống rất khó khăn. Mặc dù vậy, ông bà vẫn động viên Nhung cố gắng học tập để sau này đỡ vất vả Thấu hiểu được hoàn cảnh của Nhung, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quang Triều đã dành mỗi tháng 500.000 đồng để hỗ trợ gia đình nuôi Nhung ăn học và mua thêm quần áo, đồ dùng học tập cho em. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các chú biên phòng, đồn biên phòng Quang Triều, gia đình đã có thể yên tâm cho cháu đi học. Các chú bộ đội còn thường xuyên xuống động viên khích lệ cháu hòa nhập với các bạn, vươn lên học tập tiến bộ. Năm mới này cháu rất vui vì lần đầu tiên có được các học tập thật đẹp nhờ các chú biên phòng mua sắm cho. Em Hạ Thị Chi, người dân tộc Mông ở bản Pù Đứa, xã Quang Triều, huyện Mường Lát, sinh ra không biết mặt bố, mẹ bị bệnh tâm thần nên phải ở với bà ngoại. Một mình bà nuôi cả hai mẹ con Chi nên rất túng thiếu. Mỗi tháng Chi được hỗ trợ 500.000 đồng từ chương trình Nâng Bước Em đến trường của đồn biên phòng Quang Triều. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn thường xuyên đến nhà giúp đỡ động viên bà cháu Chi vượt qua khó khăn. Nhà tôi nghèo lắm, ông đã mất nên mình tôi nuôi cả hai mẹ con. Dãy thì ở xa nên nhiều lúc cũng muốn cho cháu nghỉ học ở nhà trông mẹ để tôi đi dãy. Nhưng nhờ có các chú biên phòng Quang Triều đỡ đầu, mua sắm cặp, sách vở và quần áo mới nên tôi mới yên tâm cho cháu đi học. Các chú còn thường xuyên đến nhà chỉ bảo động viên cháu học tập. Giờ lúc nào cháu cũng thích đi học, mong sao cháu học cái chữ để lớn lên bất khổ như chúng tôi to là tôi từ năm 2016 đến nay đồn Biên phòng Quang Triều đã tham gia đỡ đầu và giúp đỡ 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình nâng bước em đến trường trong đó có hai học sinh thuộc bản giáp biên của nước bạn Lào mới đây nhất đơn vị đã đỡ đầu 20 cháu theo đề án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường do bộ quốc phòng chủ trì thực hiện những đồng tiền chất chiêu từ công sức, tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh đã có phần chia sẻ khó khăn, động viên con em đồng bào các dân tộc vươn lên trong học tập. Đơn vị xác định là tạo rất nhiều cái nguồn lực để hỗ trợ các cháu bằng cái sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ, bằng cái sự huy động các cái nguồn lực của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Hàng năm nhân các dịp lễ Tết thì cũng có những cái phần quà để động viên các cháu tốt hơn để đảm bảo cái cho các cháu tiếp tục học tập tốt thì đơn vị cũng đã cử cán bộ trực tiếp theo dõi các cháu trong quá trình học tập thường xuyên trao đổi đối mối với các nhà trường gia đình và địa phương hãy cùng theo dõi và giúp đỡ các cháu sau 6 năm thực hiện chương trình nâng bước em đến trường Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đỡ đầu 84 học sinh ở các xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Đây là nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và huy động từ các tổ chức xã hội từ thiện, cá nhân giàu lòng hảo tâm. Trong quá trình đỡ đầu, các đồn biên phòng cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ thêm về vật chất và động viên tinh thần vượt khó cho gia đình và học sinh. Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình và nhà trường để trao đổi thông tin nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện, ý thức trách nhiệm của các em. Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích những việc làm tốt, thành tích tiêu biểu, phát hiện uốn nắn những việc làm chưa đúng, giúp các em trở thành con ngoan trò giỏi. Ngoài nguồn học bổng hỗ trợ định kỳ, các đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các em có điều kiện sống và học tập tốt hơn như tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo, lương thực thực phẩm. Từ chương trình nâng bước em đến trường, những học sinh được Bộ đội biên phòng đỡ đầu đã thường xuyên bám trường, bám lớp, tiến bộ trong học tập, chăm chỉ rèn luyện về thể chất. Nhiều bạn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ chỗ tự ti về hoàn cảnh gia đình, nay đã mạnh dạn, hòa nhập và tự tin hơn. Kết quả thành tích học tập rèn luyện của các em được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau đều cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm đáng kể trong thời gian qua thì cũng được sự hỗ trợ của biên phòng cùng với các cấp các ngành đóng chân chân trên địa bàn thì cũng có cái ủng hộ về cái cơ sở vật chất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được tới trường và nhà trường cũng tạo mọi cái điều kiện để các em cố gắng tham gia học tập tốt nhất và qua đó cũng thật thấy được các em là có cái bước tiến triển rất chi là tốt. Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Lào, hai tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa, Hồ Phan chương trình nâng bước em tới trường cũng đã vươn tới những bản làng xa xôi của nước bạn Lào. Đến nay đã có 11 học sinh các bản giáp biên của Lào được Bộ đội biên phòng Thanh Hóa nhận đỡ đầu trong suốt 12 năm học. Từ đó, thắt chặt hơn tình hữu nghị đoàn kết của Bộ đội biên phòng Thanh Hóa với chính quyền và nhân dân các cục bản giáp biên Thanh Hóa, Hồ Phan Nhân dân bản chúng tôi đang còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Thời gian qua được Bộ đội biên phòng Việt Nam sang giúp đỡ xây dựng nhà văn hóa cho bản và trao tiền cho các gia đình có con em học đang gặp khó khăn. Hiện nay nhờ học bổng này đã có một học sinh tốt nghiệp lớp 12 và một cháu có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường. Chúng tôi rất vui và biết ơn các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Nam Mèo. Ngoài chương trình nâng bước em đến trường, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn triển khai có hiệu quả chương trình con nuôi đồn biên phòng. Đến nay đã có 5 trẻ mồ côi được các đồn biên phòng nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ tại đơn vị. Bằng tấm lòng của những người lính cô hồ, các em đã có ý thức tự giác vươn lên, chuyên cần hơn cho học tập. Trong đó, có những em phấn đấu theo học ở các trường nghề. Thì đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ tiếp tục tham gia ủng hộ để thực hiện cái chương trình rồi là tuyên truyền vận động các cái cơ quan doanh nghiệp các cái đoàn thể các cái nhà hảo tâm ủng hộ về vật chất tinh thần để thực hiện cái chương trình này Chương trình nâng bước em tới trường là mô hình thiết thực, ý nghĩa, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo cán bộ chiến sĩ biên phòng và nhân dân khu vực biên giới. Thông qua chương trình này, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã nâng đỡ, động viên con em đồng bào biên giới vượt qua khó khăn để vững bước trên con đường tri thức. Qua đó, có phần củng cố, phát huy truyền thống gắn bó mật thiết giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.